ở bên Singapore đây nhá. Em chỉ chia sẻ với mọi người một cái kinh nghiệm như thế này: nếu như mọi người đi sang bên nước ngoài để chữa bệnh, có hai nước để chữa ung thư rất là ok, một là Singapore, hai là Hàn Quốc. Nếu như mọi người nghĩ là Hàn Quốc nó chỉ là một đất nước về làm đẹp thì là sai. Thật ra làm đẹp ở Hàn Quốc thì em không khuyên đi làm đẹp thẩm mỹ ở bên Hàn Quốc đâu, nhưng mà chữa ung thư bên Hàn Quốc rất là ok đó. Tại vì sao? Ở bên Singapore là người ta thương mại hóa cái chữa bệnh rồi, thật đắt vô cùng. Ở bên Singapore chữa bệnh là từ cái băng ego cũng tính tiền, băng ego cũng tính tiền, từ cái công y tá đi lấy ven cho mình, truyền thuốc cho mình cũng tính tiền, công y tá lấy ven cho mình cũng tính tiền đấy. Nhưng ở bên Hàn Quốc chữa bệnh rẻ hơn Singapore khoảng tầm 1/3 rồi, số tiền đấy luôn. Mà có hai cái điểm khác nhau là gì? Là ở bên Hàn Quốc họ có viện nghiên cứu về ung thư mà Singapore chưa hề có. Singapore chưa có viện nghiên cứu về ung thư, mà Singapore chỉ là làm việc song song với bác sĩ ở bên Mỹ thôi. Còn còn còn